Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Duy Phương, 35 tuổi, ở huyện Bến Lức về tội giết người và bị cáo Nguyễn Phước Hòa, 28 tuổi, cùng ngụ ở huyện Bến Lức về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, do xảy ra mâu thuẫn sau khi đòi nợ không thành, nên vào khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2024, Nguyễn Duy Phương trở lại nhà Trần Công Doanh để trả thù. Trong lúc nói chuyện, Phương và Doanh đã xảy ra xô xát. Sau đó Phương dùng dao đâm Doanh tử vong. Gây án xong, Phương đến nhà Nguyễn Phước Hòa để nhờ cất giữ dao, áo và xe rồi bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, Phương ra đầu thú. Với Nguyễn Phước Hòa, dù biết Phương đâm chết người, nhưng Hòa vẫn có hành vi phi tang áo của Phương và cất giấu con dao gây án và tạo điều kiện cho Phương bỏ trốn. Nhận thức được hành vi của mình, Hòa sau đó cũng đã ra đầu thú. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương mức án tù chung thân về tội giết người. Riêng bị cáo Nguyễn Phước Hòa do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 18 tháng.